mình là Lê Hoàng Quân, thì mình làm hiện tại là ở Gameblog và mình là vai trò với lại game designer, thiết kế về game. Về game thì mình thực ra mình rất thích rất là nhiều thể loại, nhập vai cũng có mà first person shooter cũng có. Thể loại mình ít chơi nhất thì là game thể thao. Cái game đầu tiên mà ấn tượng với Quân nhất thì sẽ là game StarCraft, bởi vì hình ảnh rất là đẹp, cái câu chuyện về space, về không gian, người ngoài hành tinh thì rất là thú vị, cho nên Quân mới đầu nhìn vào là thích ngay luôn, hoàn toàn bị coi như là mê cái game đó luôn ngay từ lần đầu tiên nhìn. Nếu mà mình lạc trên một hoang đảo chỉ được mang theo một game, có thể là mình mang theo một game như là Flappy Bird chẳng hạn, bởi vì có thể chơi được mãi. Về tầm quan trọng của game thì tôi nghĩ là mọi người ai cũng nên chơi game, không thể loại này thì kiểu khác. Mọi người có thể không chơi game trên máy tính, nhưng mà mọi người có thể chơi game ở ngoài đời, những cái game tương tác giữa người với người, ví dụ như trốn tìm chẳng hạn, đó là cũng là một game. Nhưng mà quan trọng tức là cái game giúp mình giải trí và xả stress ra. Đồng thời thì qua game thì mình cũng học thêm những bài học về đồng đội, về kiến thức, mình đã được rất là nhiều thứ. Thường thì khi mà xem những chương trình khoa học thì Quân thích nhất là về thế giới động vật. Thế giới rất là thú vị, có rất là nhiều thứ mà mình không thể nghĩ đến được mà những con vật nó có thể làm được. Ví dụ như một con bọ nhảy có thể nhảy gấp mấy chục lần cơ thể của nó chẳng hạn, thì nó rất là ấn tượng. Cái thành tựu khoa học ấn tượng nhất của đối với khoa học đối với Quân á thì là việc phóng con người lên vũ trụ. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ là máy tính, từ những cái vật liệu là nhựa rồi kim loại vân vân, người ta kết hợp lại thành một cái máy tính thì là tương tác với cái đó thì nó rất là ấn tượng đối với Quân. Con người có thể là liên lạc từ bên này của trái đất mà tới bên kia trái đất chỉ trong vòng chưa đến một giây. Mình nghĩ mọi người rất là nên tìm hiểu về khoa học, bởi vì thứ nhất là nó quan trọng, thứ hai nữa là con người cần phải biết là mình có khả năng đi tới đâu. Có thể là người ta có thể tìm thấy được đam mê của mình khi mà tìm hiểu về nó. Cuối cùng là con người không thể nào mà sống mà không có kiến thức được. Kiến thức rất là quan trọng, phải biết là mình có đang nắm cái gì trong tay, mình có thể làm được gì. Đó, tôi nghĩ là đó là lý do tại sao mà mọi người cần phải tìm hiểu.